Ok, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Rõ2P nha. Hôm nay thì sự kiện Thiên đỉnh sức mạnh vừa mới kết thúc xong và thật sự là có rất là nhiều anh em có gửi cho mình cũng như là khoe skin nhà Thiên đỉnh nha các bạn. Trên group Facebook có thể nói là tràn ngập bài post về Thiên đỉnh luôn. Và hôm nay thì mình đang có mặt ở Kingdom 3092 nha anh em. Và hiện tại thì cái nick mình đang đăng nhập mới chỉ có 55 ngày tuổi bạn và đã có VIP 15 rồi và 1 triệu 2 điểm VIP. Đây cũng là một cái nick nạp rất là ác nha. Hôm trước thì cái nick này bán gửi cho mình thì mới có mười mấy triệu pound thôi. Nhưng mà hôm nay quay lại thì đã 30 triệu pound rồi anh em. Và trên màn hình các bạn đang có đó là cái skin nhà Thiên đỉnh sức mạnh đợt này. Và ở dưới này đang có mấy ông solo với nhau, không biết là để làm cái gì anh em. Ba con Mina đang chém một mình con Richard ạ. Nhưng mà Richard cân có vẻ là tốt này. Mina có vẻ căng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trên màn hình nữa. Một cái nick 27 triệu pound ở cái thời gian là ở 55 ngày tuổi là cũng là khỏe nha anh em. Có lẽ là đang book kill hay gì đó. Và mình sẽ xem luôn về cái bảng xếp hạng Thiên đỉnh của cụm này nha các bạn. Và chúng ta có đây là cụm 3090. Wow. 3090 ở đây mình thấy là có 3 nick top 1 2 3 ở Thiên đỉnh này, 23 triệu, 21 triệu, 17 triệu. 3096, hai nick top 4 top 5 này, tiếp tục là 3090. Và cái nick của chúng ta thì có tên là KS92 Thành Thư tới từ Kingdom 3092 nha anh em. Và điểm sức mạnh đã nâng cấp là 16 triệu 100 ngàn điểm VIP. Wow. Qua cái bảng này thì mình cũng nhận ra có vẻ Kingdom 3090 và 3096 có vẻ cũng rất là đông người đấy anh em ạ, rất là mạnh đấy. Để anh em có thể đua được Thiên đỉnh ở một quả nick trẻ như thế này, các bạn phải đầu tư rất là nhiều tiền nhá. Hiện tại thì cái nick của chúng ta sức mạnh 30 triệu và điểm tiêu diệt mới 10 triệu thôi, Kingdom mới. Và đây cũng có một cái viền tên Thiên đỉnh lần này. Và viền tên Thiên đỉnh lần này cá nhân mình thấy rất là đẹp nha anh em. Kiểu trông rất là giống viêm trụ ở trong cái bộ phim Thanh Gươm Diệt Quỷ anh em. Một bộ anime, các ông nào Weibo sẽ biết. Ở đây mình có sức mạnh tối đa 30 triệu này, chết 79 ngàn. Thu thập tài nguyên là 679 triệu và hỗ trợ tài nguyên chỉ là 131 triệu thôi. Đó, một quả nick rất là trẻ luôn anh em. Mình sẽ theo dõi luôn về mục gói nạp đi. Đó, nick này mình sẽ xem này. Rừng vàng nha anh em. Đó, đẩy rất ác luôn. Tại vì với cái thời gian mà 55 ngày tuổi mà để anh em út được một số bậc bao lớn như thế này ấy, thì nạp tiền là chắc chắn rồi. Các bạn thể thấy là gói bể phổi luôn. Và nhân tiện đầu video thì mình cũng nói luôn với anh em là hiện tại Kingdom 3092 cũng đang tuyển người về để đánh KVK nha các bạn. 3092 hiện tại clan top 1 chúng ta đang có là 80% là người Việt Nam rồi. Đó chính là cái liên minh KS92 này, 748 triệu. Bên cạnh đó chúng ta vẫn có một liên minh top 2 nữa là 704 triệu nha các bạn. Sức mạnh cá nhân ở cụm này thì chúng ta đang có là 57 triệu là top 1 bên MI92 nha. Và cái nick Thành Thư này sẽ là bot Việt của Kingdom 3092, 30 triệu pound. Ngoài ra thì cái nick hồi nãy cầm Richard solo 3 con Mina thì ở đây cũng 27 triệu pound rồi. Đó, anh em nào mà Việt Nam nằm trong những cái Kingdom có thể bay được về 3092 giai đoạn KVK1 thì có thể xem xét bay về nha anh em. Và bây giờ mình đã xem qua một chút về phía bên trong thành phố của cái nick Thành Thư này. Khá là đơn giản anh em, mình sẽ xem luôn về chỗ một công nghệ đi, bởi vì đây là một cái nick mới. Để xem nào, chắc chắn là bốn đường T4 rồi, nhưng mà T5 thì thế nào đây. Ở đây mình có ba cái tech đầu này là 9, 7, 10. Bản đồ 4 trên 5 tại do ba kia chưa mắc. Chỗ này thì cũng chưa đăng tích nhiều lắm. Thật sự thì mình cảm giác cái kingdom này đang khá là yên bình ấy, chỉ có 10 triệu điểm tiêu diệt thôi, thành ra cái tích này cũng không cần phải đẩy quá vội. Đó, ba cái tích cuối cùng cũng chỉ là 240 thôi nha anh em, chưa đăng được nhiều. Ở game ở ngoài thì còn 136.000 game nữa. Và ở đây mình sẽ so với trong skin nhà thì hiện tại cũng có được 5 cái skin nhà rồi. Và đây chính là cái skin nhà Vương Miện Vinh Quang nha, phòng thủ bộ binh 15%. Thật sự thì trước khi mà cái skin nhà này đến tận tay người chơi ấy, mình thấy ở trong cái sự kiện Thiên đỉnh sức mạnh nó khá là xấu. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái nhà này nó mang ấy thì trông cũng khá là đẹp anh em. Các bạn thể thấy là cái hiệu ứng màu vàng nó bốc lên khá là giống kiểu siêu say ra anh em ạ. Mình nghĩ là cái skin nhà này nó đẹp hơn so với khi mà nhà phát hành giới thiệu cho người ta đấy. Và đây chúng ta đang có đó là cái mục chỉ huy nha các bạn. Chắc chắn là không thể thiếu hơi thở của tiền thức thứ nhất Money Moto rồi. Và ở đây thì cái nick này cũng mất khoảng 3-4 ngày gì đó để có thể mắc được con Mina này. Max skill và đồ đạc thì hiện tại chỉ 2 món tím, 3 món lam và 1 món xanh lá thôi. Có Tào Tháo này cũng 5451. Tào Tháo này đã dồn vào là 110 chọc vàng nha. Wow. Mình nghĩ là dồn chọc vàng và Tào Tháo hiện tại hơi sớm. Ngoài ra thì nếu mà nick của bot thì mình nghĩ là anh em nên dồn vào những con như là CM và con Di Song Di, nó sẽ ok hơn rất là nhiều.
Chúng ta có CM hiện tại 3111 này. Ở 55 ngày tuổi mình nghĩ là cũng chưa đến cái thống đốc hùng mạnh nhất của CM đâu. Nhưng nick này thì có lẽ là cũng nắm được top 1-2 đó các bạn. Tại vì cái một nick kia nó to hơn, có thể nó sẽ ăn top 1. Ethel Flash thì 5311 này. Và cũng có Richard 5311 luôn. Đó, tướng tá hiện tại nó khá là sơ sài nha anh em. Do là đang ở giai đoạn khởi đầu của game thôi. Mình sẽ xem qua một chút về cái biên niên sử nha. Do ở đây chúng ta đang có là một kingdom mới. Theo như mình nhớ là để các bạn có thể bay về được 3092 ấy, thì hình như các bạn yêu cầu là phải chiếm được đền thờ thất thủ đây anh em. Và hiện tại đã gần chiếm được rồi này. Còn có hai cái biên niên sử nữa thôi là sẽ mở đền thờ thất thủ rồi. Thì anh em có thể xem xét để bay về 3092. Xem một chút về mục đạo cụ. Ở đây thì tài nguyên. Một cái điều mình nghĩ cũng gây khó khăn rất là lớn là những nick đô thiên đỉnh ở CM mới ấy, là các bạn sẽ gặp vấn đề về tài nguyên nha. Nên là nick này mình sẽ xem này. Ôi, tài nguyên này là quá nhiều anh em. Chỗ này là khoảng 300 triệu lúa này. Chỗ này khoảng 150 triệu gỗ này, rất là nhiều tài nguyên. Nick này tài nguyên là chắc chắn đến từ gói nạp rồi. Cũng có thể là búp ạc farm, nhưng mà tầm 55 ngày mình không nghĩ rằng các bạn có thể búp quá nhiều tài nguyên từ ạc farm đâu. Ạc farm thậm chí anh em còn chưa nuôi lên nổi được mấy ấy. Có lẽ là tài nguyên tới từ gói nạp là nhiều đấy. Đây là một tăng tốc này. Tăng tốc chung nick này đã đua thiên đỉnh xong nhưng vẫn còn rất là nhiều nha. Còn 3.900 cái tăng tốc 60 phút. Đúng là có hơi thở của đồng tiền anh em ạ. Nó khác liền, nó có sức mạnh đồng tiền vào là trông cái nick nó ok hơn hẳn. Các bạn nhìn có thể các bạn thấy ít nhưng các bạn đừng quên là 55 ngày tuổi đấy. Hồi trước 55 ngày tuổi mình chỉ được quanh quanh con số khoảng 6 triệu pound chứ mấy. Và nick này đồ dư quá trời nha. Đây là mục tăng mạnh này. Chưa có gì nhiều để nói về cái mục tăng mạnh này. Tại vì cũng còn một thời gian nữa mới đến giai đoạn KVK1 cơ. Đây là mục thiết bị này. Vật liệu cam 3 cái. Và đây chưa có một cái đồ cam nha anh em. Mới chỉ có một set tím farm thôi. Cái set này thì khi các bạn chơi game ấy, các bạn lên cấp độ 16 là nó sẽ mở bán nha anh em. Các bạn sẽ được mua duy nhất một lần ở trong vòng 7 ngày hay sao ấy. Mình nhớ là 7 ngày với cái giá là 219.000. Đây thật sự là một set rất là ngon. Kể các bạn mà không farm game giống như mình đi thì các bạn mua về các bạn đào vàng ấy, nó cũng là một cái lợi thế lớn nha. Các bạn gửi những cái đạo này vào mỏ liên minh, các bạn sẽ đào được nhiều vàng hơn. Tại đào vàng rất là chậm. Vật liệu cam ở đây cũng đã có rất là nhiều rồi. 19 cái dao huyền thoại này và 7 cái gỗ mun. Ở đây chúng ta có là mục khác. Có ở đây là 9 cái rương kho báu cận thần của Thor. Đây là cái rương tượng ngày của con Thớt Mô nha anh em. Đó, không biết là Thớt Mô của bạn đã lên được chiều bao nhiêu rồi. Ở đây có 24 rương anh em mở hơi đen anh em ạ. Bình AP này, wow. Tại cái nick này khả năng là cũng nạc với ngày ấy là bình AP nhiều lắm anh em. Đó, hoàn toàn có thể nhắm tới cái việc ở đua top danh dự KVK1. 431 cái chọc vàng này. Ok, một khoản nick chưa đầy 2 tháng tuổi nha. Về đạo quân đánh Open Field thì thật sự mình cũng không nghĩ rằng cái nick này đã có quá nhiều đạo quân để đánh Open Field đây anh em. Do tướng tá còn khá là ít. Đó, hiện tại anh em thấy là chỉ có đúng một con AE Richard với một con Doan Mộc Lan thôi. Một cái nick đang còn khá là nhỏ bé xinh xinh. Về cái sự kiện của cái server này thì hôm nay là đang có thống đốc hùng mạnh nhất nha. Và có vẻ đó là đang búp điểm MGE ở ngoài. Ở xếp hạng này, chúng ta có xếp hạng chung thì cái nick của chúng ta hiện tại đang top 2 rồi. Với 35 triệu điểm, top 1 là 61 triệu điểm. Có một cái nick Kasura ở đây cũng 20 triệu điểm rồi. Đó, đầu game này anh em cứ chia nhau cái bảng xếp hạng này thôi. Ở đây chúng ta có là mục nạp lại nha anh em. Và cái nick này nạp cũng rất là dã man luôn nha. Chỗ này thì trong vòng 7 ngày diễn ra sự kiện nạp lại mới thì cái nick này đã nạp là 349.000 game. Ở con số game này thì nếu mà quy ra giá trị tiền Việt ấy, nó tầm khoảng 40 triệu nha anh em. Mình là quanh quay khoảng đó. Có thể nhiều hơn, có thể ít hơn, nhưng mà nhìn chung là cũng rất là nhiều. Nó 40 triệu cho 7 ngày chơi game. Ở đây thì nạp có thành phố rực rỡ thôi. Còn mấy gói giá trị đằng sau thì cũng chưa nạp nha anh em. Tu đãi đặc biệt hàng ngày chắc chắn là có nạp rồi. Gói tài nguyên tùy chọn chưa nạp này. Gói đá quý, hiện tại thì xe đá quý 2 triệu là chưa mua này. Mấy cái xe đá quý này thực ra rất là ngon nha. Nếu mà anh em mà nạp tiền thì các bạn nên mua gói lần đầu. Tại vì đằng nào nó cũng được gấp đôi game ấy, khá là tốt. Ở đây là kho cung cấp. Có game tháng này, gói vật liệu 7 ngày và gói tăng tốc 7 ngày. Cái tăng tốc 7 ngày này thực ra cũng ngon đấy. Nhưng mà kiểu mà nạp nó thì nhiều quá nên đa số những ông nạp ít thì thường không lựa chọn gói này. Còn nick này là cũng là bot rồi nha anh em. Ok, và mình sẽ soi qua một chút về cái liên minh KS92 nha. Hiện tại là đang quà 12. Mình cũng không biết là 55 ngày quà 12 là cao hay thấp nữa anh em. Tại vì rất là lâu rồi mình mới vào một cái nick ở kingdom mới.
Thông thường thì mình ít vào nick ở Kingdom mới lắm anh em, tại vì đa số những cái nick mới ấy, thường chưa có nhiều tướng nhiều đồ, thực ra là nó cũng chưa có cái gì quá là đặc biệt. Nhưng mà quả nick ngày hôm nay của chúng ta thì bạn nào cũng khá là ác nha, 30 triệu pound 55 ngày là cả một mớ tiền đấy anh em. Rương liên minh ở đây thì mình thấy là chỉ có toàn rương gỗ thôi, chưa có rương vàng. Và ở đây chúng ta có là dàn R4 cũng như là R5. Mình thấy là R4 hiện tại là để avatar gái, cũng như là R5 cũng để hình gái luôn. Tuy nhiên chưa chắc là real hay là có gai anh em nhé. Đó là các bạn nào mà muốn về chơi chung với nick Thành Thư cũng như là cái dàn R4 và R5 đấy, tôi nhìn là R3 cũng rất là nhiều avatar rồi anh em. Nhưng mà game này thì chát nhiều lắm. Đó thì anh em nào mà thích bay về với dàn người chơi Việt Nam từ cái đâm 3092 thì các bạn có thể xem xét để bay về nhá. Nói chung là khoảng vài ngày nữa hình như là bay được đấy. Anh em có thể chủ động liên hệ với nick Thành Thư này cũng được. Mình nghĩ là chúng ta có một Kingdom người Việt ấy, ngay từ KVK1 nó cũng là một cái lợi thế cho các bạn chơi game nhá. Kể cả về sau nó có thành seed thấp hay seed cao thì các bạn cũng chơi game nó thoải mái và dễ dàng hơn rất là nhiều. Nó anh em nào mà chưa đến KVK1 mà đang ở trạng thái gọi là không nơi nương tựa thì có thể về 3092 nha, có bot Việt bảo kê nhá anh em. Và video ngày hôm nay của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn không muốn bỏ lỡ những cái video tiếp theo về những cái đồng Việt trong game thì hãy ấn like đăng ký kênh để ủng hộ cho Đỗ HP nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.